Xin chào tất cả cô chú anh chị ha, đến với kênh của Hạnh ha. Hôm nay thì em Hạnh lên khu ớt Thường Phước 1 của huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Và đây là đám ớt của anh Phụng, đám ớt diện tích với là 5.000 m2. Và đám ớt này được hái tổng cộng được 4 lần hái với cái năng suất đó là 2 tấn 6 rồi. Mới 4 lần 2 tấn 6 ha. Hiện tại thì em Hạnh quan sát thì trái ở dưới đang chín cũng kha khá. Một lần thì anh Phụng mới 5 công mà anh Phụng hái 5.000 m2. 5.000 m2 anh hái cử rồi là hơn 1 tấn 3 ha, cử rồi 1 tấn 3 nha bà con. Đây là đám ớt mà hiện tại giờ trái chín cũng khá là đẹp nha, màu chín đẹp. Hiện tại bây giờ em Hạnh quan sát là cái quản lý tháng thư khá là ổn nha bà con. Và ở trên mâm thì đang cái cây mình đang cái chế độ là xây mâm trái non nhỏ thế này. Thì cái đám ớt này em Hạnh vẫn chưa cho cái chín được nha bà con, chưa cho cái chín được tại lý do là cái lượng mâm trái này còn quá nhỏ ha, nó phải lớn đồng loạt khỏi cỡ vậy nè bà con, hãy tiến hành cái chín nha bà con. Tuy nhiên thì hệ thống quản lý tháng thư thì khá ổn rồi, nói chung là đánh giá là tương đối ổn, cực kỳ ổn, chưa có vấn đề gì. Mới lại bà con mình mới hái được cái 4 cử à, mới hái được cái 4 cử thôi, nên em Hạnh đúng ra là một số miếng ớt khác thì nó xây mâm sớm á, là trong vòng khoảng chừng 2 cử thôi là mình đã tiến hành kích chín rồi. Tuy nhiên đám ớt này mà hái 4 cử rồi, 4 cử hết 2 tấn 6 rồi nhưng mà vẫn chưa kích chín được, bởi lý do là cái trái mâm trên rồi, hái gãy luôn rồi, trái mâm trên nó đang mới có xây mâm trái nhỏ thôi. Có trái lớn bằng đũa không ăn, hạt nhỏ hơn là bằng cây viết, đầu viết ha. Thì em Hạnh vẫn chưa áp dụng cái phương pháp kích chín nhanh được. Mà hiện tại giờ đám ớt này mình tập trung quản lý 100% vấn đề, đó là xử lý về tháng thư. Hai nó là xử lý về bỏ trĩ. Thì em Hạnh quan sát một số điểm thì nó cũng có bị vàng đầu. Nhưng mà dùng này đâu chứ hầu như miếng nào cũng bị vàng đầu nha bà con. Cái dùng trên này là hầu như miếng nào cũng bị vàng đầu hết. Nên có thể là do cái dùng này bỏ trĩ nó đang bị nhiễm bệnh á, nó truyền làm cho cái cây chúng ta vàng đầu rất là nhiều, như là hầu như miếng nào cũng bị hết. Và thời gian gần đây thì em Hạnh quan sát là bọ chỉ rất là nhiều, không biết vùng khác như thế nào, vùng này bọ chỉ rất là nhiều. Và đám ớt hiện tại là có chiều cao nha, chiều cao cũng khá là dữ nha, chiều cao cũng nếu mà nó sạc tàn xuống đây cũng khoảng hơn bụng của Hạnh á, nó cả cao hơn bụng anh á. Và cái hệ thống trái là xây mâm như thế này thì anh Phụng sẽ tăng cường thuốc ngăn ngừa tháng thư, kết hợp với số dòng canxi để làm gì cho trái nó chắc, nó khỏe hơn, vỏ nó dày dặn hơn. Và đặc biệt hơn thì cố gắng quản lý ba cái bàn lá, miếng này phải quản lý bằng lá cho nó ổn định, để nhiều khi nó hực lá chân lên trên cũng rất là nguy hiểm. Khi mà dàn lá nhiều nó ảnh hưởng đến cái trái chúng ta ha, làm cái độ trái chúng ta nó không lớn đồng loạt được. Và đặc biệt hơn thì cái dàn ớt này nó đang chế độ là xây mâm, thì quản lý tháng thư nè, quản lý về bỏ trĩ nè, quản lý về đặc biệt là độ lớn trái, làm cho trái chúng ta nó lớn đồng loạt. Và đám ớt này để mà thu hoạch mà kích chín được á thì chắc khoảng ít nhất là khoảng 3 cử hái nữa bà con. 3 cử hái nữa này thì những trái lớn nè, những trái lớn này nó đã lớn tương đối lớn bự xíu rồi, như cỡ vậy ăn lên. Còn những cái trái nhỏ này thì nó lớn tương đối là như thế này. Nó có hai ba đợt trái này ha, thì khoảng chừng 3 đợt hái nữa thì em Hạnh mới áp dụng phương pháp là kích chín được để rút hết cái dàn trái hiện tại đang có trên cổ 1. Nếu mà anh Phụng đang có nhu cầu để xử lý vào cổ 2 thì mình sẽ tăng cường mình đi phân lại và kích lại ra bông cổ 2 ha. Và hiện tại thì cổ 1 đang ở chế độ là trái non nhiều, đang lên mâm nhiều, trái dưới thì đang thu hoạch, đang hái mới 4 lần, cái lượng chín ở dưới cũng khá nè, lượng trái chín ở dưới là cũng tương đối đều mà khá nha. Cái vàng lá chân thì cũng tương đối nha, nó trong một thời gian đầu thì nó đã rụng nhiều, nó bệnh rụng rồi, nhưng mà thời gian này nó đã ổn rồi, cái cây đã ổn rồi ha, lượng trái cũng còn khá dữ nha bà con. Dưỡng ớt rất là cao, trái này đẹp lắm, trái công nhận là trái vàng ớt đẹp lắm. Có thời gian đầu thì nó cũng có một số trái nó bị đém cuốn lúc mà hái trái nách á, nhưng mà trái lớn là chứ đây là anh Phụng nói là hái đẹp lắm rồi, hái trái rất là đẹp rồi, hái chung là lái không có chơi được, trái thẳng đều bóng đẹp. Lên mâm thì xây mâm rất là ok. Đó, đây là món ớt mà em Hạnh đang hỗ trợ cũng như là tư vấn một số dùng, cũng như là một số miếng ớt gần chỗ anh Phụng như thế này thì nhiều miếng như này lắm nha bà con, ở chung khu vực mà thường thế một và của huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp mình á, thì ớt như thế này cũng tương đối là khá ổn. Mà em Hạnh cũng mong rằng năm nay sẽ có giá để đám ớt này nó thu hoạch được bội thu mà trúng giá hơn. Và xin cảm ơn tất cả bà con đã quan tâm theo dõi nha, xin chào tất cả bà con nha.